Thưa quý vị, hơn một tháng chuyển trạng thái bình thường mới, đến nay Đà Nẵng cũng đã ghi nhận hàng chục chuỗi lây nhiễm mới. Tuy nhiên, với việc phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng, thành phố đã kịp thời kiểm soát dịch lây lan, đồng thời đảm bảo các hoạt động kinh tế xã hội và sinh hoạt người dân. Từ khi chuyển trạng thái bình thường mới, đến nay phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã ghi nhận 80 ca mắc COVID-19. Hiện nay, phường có 5 khu phong tỏa được thiết lập. Trên tinh thần phong tỏa hẹp nhất có thể, nhưng xét nghiệm diện rộng để tầm soát, ngăn chặn dịch lây lan. Khi có F0 thì chúng tôi tổ chức phong tỏa hẹp nhưng mà lấy mẫu trong diện rộng để chúng ta tầm soát. Và sau khi mà có kết quả của cái lấy mẫu xong thì chúng tôi mới đánh giá lại và tiến hành phong tỏa hẹp lại, hẹp hơn. Để mà đảm bảo theo thực hiện đúng theo cái nghị quyết cái tinh thần của nghị quyết 128. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, từ ngày 16 tháng 10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận hơn 1.200 ca mắc COVID-19 ở tất cả các quận huyện. Hơn 30 chuỗi lây nhiễm đã được phát hiện và các địa phương đã kịp thời tiến hành các biện pháp khoanh vùng, xét nghiệm và cách ly để ngăn chặn dịch lây lan diện rộng ra cộng đồng. Trên phạm vi toàn thành phố thì Đà Nẵng cũng đã tiếp tục thực hiện 2 đợt xét nghiệm sàng lọc đối với nhóm nguy cơ cao. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm thì đánh giá mức độ dịch tại cái khu vực đó để có cái phong tỏa cho thích hợp. Tùy từng khu mà chúng tôi phong tỏa nhiều nhà hoặc là ít nhà, nhưng mà trên cơ sở là phong tỏa hẹp. Với việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện và kịch bản ứng phó, theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, qua hơn một tháng chuyển trạng thái, các địa phương đã phát huy được kinh nghiệm và chủ động, bình tĩnh trong xử lý các ổ dịch, cũng như kịp thời đưa ra các biện pháp để thích ứng. Sự chủ động này cùng với việc tăng độ bao phủ vaccine là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, việc tái khởi động lại du lịch nội địa còn gặp khó khăn do tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 có sự chênh lệch giữa các địa phương. Do đó, để khôi phục lại các hoạt động du lịch nội địa hiệu quả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương cần sớm bao phủ vaccine đủ 2 mũi cho ít nhất 70% người dân từ 18 tuổi và người lao động trong ngành du lịch tại các điểm đến. Bên cạnh đó, các địa phương cần đảm bảo các điều kiện về hạ tầng y tế, nhân lực phục vụ khách du lịch, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong việc đón khách an toàn, có quy định thống nhất toàn quốc về chứng nhận tiêm chủng và tiêu chí về an toàn du lịch. Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, vừa xét chọn đợt 1 với 17 đơn vị cung ứng dịch vụ đủ điều kiện tham gia thí điểm đón và phục vụ khách quốc tế. Theo đó, Đà Nẵng lựa chọn 5 khu lưu trú, 3 điểm du lịch và 9 đơn vị vận chuyển khách du lịch để phục vụ đón khách quốc tế sắp tới. Các cơ sở được chọn phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và phù hợp với nhu cầu của du khách do công ty lữ hành xây dựng, theo kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới do Sở Du lịch Đà Nẵng ban hành trước đó, thì từ tháng 11 năm 2021, Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình trọn gói.